À, vâng, sư phụ kiện lại chào toàn thể các bác. À, thì hôm nay lại với cái bẫy chuột, cái bẫy cạ 12 và bẫy chuột. Em sẽ làm cái đĩa cạ 12 này để đi đánh chuột. Và tiện qua video này lại hướng dẫn cho các bác mà đang chuẩn bị đi đánh. Thì đây là cái bẫy 12 các bác nhá. Cái bẫy này đánh rất chi là hiệu quả mà giá lại cực rẻ. Thì em sẽ hướng dẫn các bác đang chuẩn bị đi đánh làm cái bàn đĩa. Thì làm bàn đĩa thì các bác chuẩn bị những cái miếng tôn đấy các bác nhá. Tôn thì kia em đã chuẩn bị những miếng tôn đấy rồi. Và cắt thành những cái hình tròn như thế này các bác này. Cắt hình tròn thì các bác phải đo nhá. Đo làm sao nó đổ cái đủ cái độ lọt ở trong cái lòng cái đĩa như này. Và nhỏ thôi, không cần to đâu. To là đánh không hiệu quả đâu các bác ạ. Chỉ cần nhỏ nhỏ thôi, cái này phải chỉnh sửa một chút. Càng nhỏ khi nó sắm, nó dẫm vào cái thì nó cái độ sập của nó càng cao. Đây, tầm như thế này là ok nha các bác nhá. Xem nào. Đây, như thế này được. Và cái cách mà để làm cái bàn cạ thì đây mỗi một cái bẫy nó sẽ đi theo một cái lưỡi như thế này các bác ạ. Đấy, nếu mà các bác mua về kiểm tra mà thiếu một cái này là coi như một cái bẫy của các bác là hỏng nhá. Các bác sẽ đo như thế này. Đo. Cái cách của em là cách thủ công, em sẽ đóng đinh. Còn các bác có khoan bằng sắt thì các bác lấy khoan, các bác khoan. Đấy, em làm thủ công, em sẽ đóng bằng đinh. Một cái cách mà dễ nhất thì bác nào cũng làm được. Đấy, bỏ thẳng ra và đo. Đo đây chuẩn như này các bác nhé. Sẽ làm vào cái bề mặt trên mặt cạn. Em dùng đinh để đóng. Đinh này các bác này. Thì các bác cần chuẩn bị một cái búa, một cái kéo, một cái đinh, dây thép để buộc. Cái tôn này hơi dày, hơi cứng. Chọn cái đinh lớn hơn mà. Cái này là được hai lỗ rồi nhá. Sẽ đóng tiếp hai lỗ nữa ở trên này các bạn. Hai cái lỗ này để buộc cái bàn cạ. Đây, như này là đã được 4 cái lỗ để buộc dây nha các bác nhá. Dây thì chuẩn bị cái loại dây thép như thế này. Một chút xíu thôi là được. Hai đoạn dây ngắn như này để gập cong trước. Đối với cái bẫy chuột ý, thì các bác mua về thì các bác chỉ việc đánh thôi. Nhưng mà từ cái bẫy 12 giờ lên là các bác phải tự làm bàn đĩa hết. Đấy, có thể là em sẽ giúp đỡ các bác làm bàn đĩa cũng được thôi. Đây nha các bác nhá. Và sẽ đặt vào cái... đặt làm sao cho nó cân đối để đi đánh nó dễ nhất.
đi đánh thì các bác cũng cần phải chỉnh cho nó cân, làm sao mà cái bàn đĩa này nó không được chạm dưới đất. Nếu như mà nó chạm mà các bác mà không để ý mà nó đi đánh là con mồi này, nó dính bẫy là nó chạm mà nó không sập được bẫy. Đấy, như này đã được rồi nha các bác nhé. Đây, như này đã được một bàn đĩa rồi. Đây, anh thử làm cho em đi. Chỉnh ra cho nó cân đối. Đây, hai cái nạm được. Và tiện qua cái video này để hướng dẫn luôn tới các bác mà đang chuẩn bị đi đánh bẫy. Đấy, cái cách dương bẫy rất chỉ là đơn giản. Thì cái bẫy 12 này đánh được con thú lên tới 6-7 cân nha các bác nhé. Từ 3 cân đến 5-6-7 cân. Và khi đi đánh thì các bác chuẩn bị những cái dây thép này này, hoặc là cái dây tanh xe đạp ấy. Các bác buộc vào, buộc bẫy cẩn thận vào, không vì khi mà con mồi nó mà dính vào bẫy rồi nó sẽ cắp cái bẫy của các bác đi, chỉnh lại. Hôm nay em sẽ đi đánh và phải chỉnh trước khi mang đi đánh để kiểm tra cái độ nhạy của bẫy. Đấy, thì em sẽ thử cái bẫy này 12 này nhá, để cho các bác được xem. Đây là cái bẫy 12 này. Uầy, ấy, cái độ nhảy của nó rất chìa mạnh. Thế cho nên là các bác mà khi đi đánh, các bác phải buộc cái lẫy và cái bẫy bằng dây thép, để tránh tình trạng mà khi con mồi nó đã sập bẫy thì nó bắn mất những cái lẫy kia của các bác đi, và nó cắp mất cái bẫy này đi, thì các bác phải có dây thép buộc vào, và buộc vào đóng đinh hoặc là buộc vào gốc cây hay là gì đấy, thì các bác sẽ giữ được những cái bẫy của các bác để đánh vào lần sau nhá. Thì đối với một chiếc bẫy như thế này, các bác có đánh vào bao nhiêu lâu cũng chả bao giờ hỏng được. Đấy, nó rất chỉ là chắc chắn mà giá thì rất chỉ là rẻ. Có cái bẫy này có 10 mấy nghìn thôi. Thì các bác mà quan tâm đến cái dòng bẫy này, bẫy cạn, alo trực tiếp đến số điện thoại em để bên dưới nhé. Em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái dòng bẫy bên em. Ở đây là bẫy 12, ở đây là bẫy chuột. Ở bẫy chuột này thì rẻ lắm các bạn, có mấy nghìn đồng thôi. Đánh thì để vô cùng hiệu quả luôn. Và đi qua cái video này, các bác có thể ấn cái số điện thoại em để bên dưới tiêu đề nhé. Vâng, chào tất cả các bác.